Thúy Anh, xin chào chị Hồng Ánh, xin chào Thu Minh, xin chào Hoàng Võ. Cảm ơn các bạn đã đến với livestream của Lý ngày hôm nay. Thì ngày hôm qua thì chúng ta đã thực hành cái cánh cửa thoát khỏi cái sự không tích cực đó. Và chúng ta thực hành từ nay cho đến về sau luôn nha các anh chị. Thì trong tâm trí của mình á, có cái gì thì ở bên ngoài lập tức nó sẽ có cái đó, và chúng ta hãy thực hành để mà mình ngăn chặn những cái điều không tích cực nó thu hút đến cái cuộc sống của mình luôn. Thì những cái này nó hay lắm đó các chị, đó là những cái dấu hiệu, những cái mà thường ngày nó xảy đến trong cuộc sống của mình, thì nó sẽ thể hiện, nó phản chiếu ở bên trong cái suy nghĩ của mình, ở bên trong cái cảm xúc của mình ra luôn. Thì khi mà chúng ta tập trung lòng biết ơn á, thì các anh chị thấy tự nhiên á, bên ngoài của mình nó rất là vui đúng không ạ? À? Thì các anh chị mình thấy cái cảm xúc là mình rất là hạnh phúc, mình thấy rất là tốt đẹp khi mà mình nhìn thấy ở bên ngoài của mình, và bắt đầu có cái gì đó nó mà không có được tốt đẹp nó cũng xảy ra, nó cũng hiện ra luôn ra bên ngoài. Đó là nó phản chiếu lên cái cảm xúc ở bên trong của chúng ta, hoặc là mình cảm thấy cái sức khỏe của mình nó không có tốt, hoặc là những cái mối quan hệ xung quanh của mình nó chưa có được hòa hợp, là nó phản chiếu bên trong cái suy nghĩ của mình. Nên là các anh chị mình ngay lập tức mình có thể dùng cái phương pháp số 7 đó, là thoát khỏi cái cánh cửa của sự tiêu cực. Thì thay vì mình oán, mình than phiền, mình oán trách, mình đổ lỗi, thì mình cảm thấy biết ơn, là mình quay lại mình cảm thấy biết ơn. Thì vì ví dụ như là nó chưa có xảy ra thì mình cũng cần phải thay đổi cái sự tập trung, và mình coi mình ngăn chặn nó luôn, nếu như mà một cái chuyện nào đó nó xảy ra rồi, nghĩa là mình đã tập trung vào cái điều không tích cực rồi đó, thì trong nhiều ngày thì bây giờ cái việc không tích cực đó nó sẽ xảy ra, thì bây giờ mình có quyền lựa chọn, mình lựa chọn lại đúng không ạ? À? Được không ạ? À? Một đó là mình theo cái kiểu là mình muốn cho nó đạt cái nư, giống như là cái mối quan hệ, ví dụ trong cái mối quan hệ với chồng mình đi, mình bảo rằng à, chồng mình không có đúng thì mình cũng chả muốn làm hòa luôn, và mình đó là mình không có lòng biết ơn gì hết, và mình nói là mình tức quá, mình không có biết ơn chồng mình được, và mình nói là chồng mình nó biết uống rượu uống bia không tốt, nhưng mà anh ta cứ uống, mà mình nói hoài anh ta không có nghe, cái mình ức quá và mình không biết ơn luôn. Đó là mình quay lại cái con người cũ của mình đó. Nếu mà trong cái khoảnh khắc như vậy á, thì mình không có vui, mà không vui á, thì đến nỗi là mình không có muốn làm hòa luôn. Thì mình lấy cái mình ngồi xuống, mình hãy lấy cái tờ giấy ra và mình ghi ra những cái lợi ích. Nếu như mà mình chọn cái cách ứng xử này nè, cái cách hành xử này, thì mình chọn cái suy nghĩ, cái kết quả nó là cái gì, và dài hạn cái kết quả nó sẽ như thế nào. Nếu như mà mình chọn cái cách hành xử khác đi, mình yêu thương, mình biết ơn, thì cái kết quả nó sẽ là gì, và sau đó anh chị hãy nhìn lại kết quả của mình xem anh chị lựa chọn mong muốn cái kết quả như thế nào. Quan trọng là cái cách làm và quan trọng là cái kết quả. Nên học với câu lạc bộ mình á, thì được học rất là nhiều, là mình quan trọng cái kết quả. Nên là mình thi mà Lý nói là với các anh chị, mình làm cái gì thì mình biết trước cái kết quả, biết trước cái điều mà mình muốn là gì và cái đích đến là cái gì, và nếu như mà mình thấy rằng có một cái điều gì mà nó giúp cho mình đạt được cái kết quả của mình thì mình làm. Còn hoặc là một á, là bạn chọn là bạn đúng, còn hai là hạnh phúc, bạn chọn cái nào? Mình cứ là muốn là mình đúng không à, còn cái người kia là không đúng, là rồi là mình đúng không, vậy thì mình không hạnh phúc luôn đúng không ạ? À? Ai cũng cho là mình đúng hết, không ai chịu mình nhận mình sai, thì niềm tin nó không có đúng, không có sai, quan trọng là nó mang lại cái kết quả gì cho mình thôi. Nên là thành ra là mình chọn cái kết quả, thì mình bắt đầu mình thực thi đi, mình bắt đầu thực thi để các anh chị mình biết là cái ban đầu của mình á, nó sẽ nhỏ 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 nhỏ, là nó đến những cái điều không tích cực, là vũ trụ đang nhắc nhở mình đó. Nếu như mà mình thay đổi lại cái cảm xúc tích cực và mình bắt đầu lại cái chuyện, thì nó sẽ, nếu mà mình thay đổi lại và mình sẽ chuyển cái cảm xúc mà tích cực á, thì nó sẽ chuyển hóa, nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà mình không chịu chuyển hóa,
vũ trụ đã nhắc nhở mình, thì mình mà mình không chịu chuyển hóa nữa thì sẽ bắt đầu cái chuyện nhỏ nó sẽ lớn dần lớn dần lớn dần lên, tới khi nào mà mình chịu hết nổi thì thôi. Đó. Tới khi mà mình chịu không, mình không chịu nổi nữa thì bắt buộc mình cũng phải thay đổi. Đó là một là mình đợi cho đến khi mà nó bự ra, nó cái vấn đề mà nó bự nó lớn lên rồi mình không có chịu nổi nữa mình mới thay đổi. Còn hai là mình làm chủ được cái cảm xúc, mình làm chủ được cái tâm trí của mình tốt. Và mình làm chủ cái tâm trí của mình á, thì không phải là cái tâm trí của mình làm chủ mình đâu, mà là tâm trí của mình á, nó muốn mình nói cho nó nghe. Đúng không anh chị? Mình nó muốn mình nói cho nó nghe. Mình làm chủ được cái tiềm thức của mình, chứ đâu phải là tiềm thức nó làm chủ mình. Nên là đôi khi nhiều lúc như vậy á, thì mình phải tự nói với mình, mình tự nói chuyện với chính mình á. Mình gọi là mình tự chuyển hóa chính mình, là mình đang học trong câu lạc bộ mà mình đem ra là mình đem những cái ở trong những doanh nhân chia sẻ thì mình đem ra mình khuyên chính mình luôn, hoặc là mình mở sách ra rồi mình ghi chép những cái tư duy của tư duy triệu phú á, là một là bạn đúng, hai là bạn hạnh phúc, mà bạn dùng những cái tư duy này để mà mình nói chuyện với chính mình. Thì thường Lý hay tự chuyển hóa mình bằng cách như vậy đó. Khi mà mình chuyển hóa không được mình thì mình nhờ thầy của mình chuyển hóa, được không ạ? À? Và có những cái suy nghĩ là mình không có biết sao mà mình chuyển hóa không có được, thì mình mới hỏi. Mình hỏi thầy của mình và mình bắt đầu mình chuyển hóa rất là nhanh. Những anh chị mà mình tham gia rèn luyện trong cái nhóm mà rèn luyện thân tâm trí á, cùng câu lạc bộ, và chúng ta đang tham gia thử thách là 60 ngày làm chủ thân tâm trí. Có bao nhiêu trong số các anh chị đang trong cái hành trình thử thách không ạ? À? Có anh chị nào mà vẫn đang thử thách mà đang bị rớt ngày nào không ạ? À? Anh chị comment. Anh chị nào bị rớt thì anh chị hãy comment số 1 tôi thẳng cho Lý thấy nè. Và bao nhiêu trong số các anh chị á, mình chưa, khi mà mình chưa có tham gia thử thách thì tâm trí mình á, là mình biết ngay, là mình biết lý do tại sao mình cái kết quả của mình nó chưa được tốt. Nó đến từ cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình. Khi mà các anh chị tham gia vào nhóm thân tâm trí thì chúng ta có cái thử thách là 60 ngày làm chủ thân tâm trí. Tại vì những cái suy nghĩ nó không tích cực, nó kéo dài là nó không an toàn tí nào, tới sức khỏe của mình, không an toàn đến những cái sự kiện xung quanh mình. Thành ra là hãy nhớ là cái bí kíp này là thoát khỏi cánh cửa của sự tiêu cực. Mà để mà thoát khỏi cái sự không tích cực, tốt nhất á, là mình làm chủ cái thân tâm trí của mình nó tốt. Nếu lỡ vào cái cánh cửa không tích cực thì mình biết cái cách mà mình thoát ra. Như Lý vẫn đang trên cái hành trình rèn luyện, chứ lâu lâu mình không có nhớ á, hoặc là khi mà mình nói chuyện với những cái người bạn mà không có tích cực, mỗi ngày thì mình nghe người ta than 15 phút thôi. Giờ mình nghe bạn mình than, chẳng lẽ mình đứng dậy, mình chẳng lẽ là mình không nghe hay là cũng không thấy. Mỗi lần mình gặp mặt ở tại công ty là nghe than 15 phút thì mình ráng chịu đựng. Chứ bây giờ mà mình đứng dậy, có nhiều người nó không lẽ mình đang nói chuyện cái mình đứng dậy mình bỏ đi thì cũng không được, đúng không ạ? À? Nhưng mà các anh chị hãy thử nghe đi, ngày 15 phút, nhưng mà nghe 30 ngày thôi, thì cuộc sống của các anh chị nó sẽ lạ liền, nó sẽ khác liền. Dạ, thì mình nghĩ là cái hành động là nó không có sao, 15 phút thôi. Mình nghe như vậy mà tầm 30 ngày là cuộc sống mình nó sẽ thay đổi. Và những cái mà lộn xộn á, là nó sẽ giống như là mưa dầm thấm lâu, và nó tích tiểu thành đại, tích những cái không tích cực nó từ ngày anh chị thử quan sát cuộc sống của mình xem có phải là các anh chị khi mà thấy bên ngoài cuộc sống của mình nó kỳ kỳ, thì các anh chị hãy thử kiểm tra lại xem cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình xem là trong những cái tuần gần đây mình đang tập trung vào điều gì, hay là mình đang nói chuyện với ai, mình đang thấy gì thông qua năm giác quan của mình, mình đang tập trung vào cái gì. Nên là anh chị mình phải làm chủ được cái năm giác quan của mình cho nó tốt. Những cái gì mà mình nhìn thấy, mình nghe thấy á, là các anh chị mình biết ngay là các anh chị phải bảo vệ năm cái giác quan của mình thông qua là năm giác quan, thì mình biết mình bảo vệ. Những cái người thành công và giàu có là họ rất là bảo vệ năm giác quan của họ rất là tốt. Giống như cái ông Warren Buffett á, thì vừa rồi Lý có đọc cái tờ báo một tiếng rưỡi thôi là 5 triệu đô ha cả nhà. Và ông ấy dùng 5 triệu đó để làm gì? Ông ấy dùng 5 triệu đô đó, ổng
làm từ thiện. Ông ta làm từ thiện. Và bạn thân của ông ấy là ai? Bạn thân của ông ấy là ông Bill Gates. Và Lý đọc được cái cuốn sách mà ông ấy bảo rằng ông ấy chỉ xoay quanh mình những cái người bạn tích cực thôi. Ai mà không tích cực là ông không có chơi chung. À, các anh chị, đó là tư duy của người thành công. Có nghĩa là học họ bảo vệ năm cái giác quan của họ. Tốt lắm, chứ không có phải mà để cho những người khác đó muốn nạp cái gì vào cũng được. Có một cái câu là cái gì mà mình suy nghĩ, cái gì mình nghĩ nhiều là giống như là mình chơi với 5 người tỷ phú thì kiểu gì mình cũng trở thành người thứ 6, người tỷ phú thứ 6. Đó, những người mà những cái con người mình chơi chung mỗi ngày thì mình sẽ thành một trong số những người đó. Và cho nên là mình cần phải biết cách để mà mình giữ mình chơi như vậy, không có bị, có nhiều người nói chơi như vậy thôi nhưng mà tôi không có bị đồng hóa. Thì bây giờ Lý hỏi các anh chị nè, khi mà các anh chị ôm một cái đống rác quá lâu thì mình có bị bốc mùi không ạ? Ôm một cái đống rác đủ lâu là có bốc mùi không anh chị? Mặc dù là mình biết nó là rác, mình để xa, mình tránh rồi, là mình để nó ở rất xa mình đó, nhưng mà nó cũng bốc mùi đúng không ạ? Có mà. Thì Lý nói những cái người thành công á, họ chọn bạn mà chơi rất là kỹ luôn, để họ bảo vệ cái năm giác quan của họ. Và ngày hôm nay chúng ta đi qua cái ngày thứ 6, cái ngày thứ 8 là gia vị nhiệm màu. Và một trái tim biết ơn thì luôn luôn được thưởng thức những bữa tiệc linh đình. Và hãy nghĩ về những cái lúc mà thật sự đói. Phải chăng cái lúc đó là mình không thể suy nghĩ, không thể làm bất cứ cái việc gì, vì cơ thể của mình nó không có năng lượng, không có sức khỏe luôn đúng không ạ? Và tất cả những cái điều này nó xảy ra chỉ quá bữa, chỉ vài tiếng thôi đúng không ạ nhà? Mà bạn cần phải có thức ăn mới sống được, và suy nghĩ mới cảm thấy tốt đẹp, mới cảm thấy tích cực được. Và những cái món ăn đó là món quà của cuộc sống. Và ở đây tác giả chia sẻ rằng để có một cái món ăn thì mình cần phải, thì cũng cần rất là nhiều người, rất là nhiều cái công phu, công sức của rất là nhiều người luôn các anh chị. Rất là nhiều người, kể cả rau xanh cũng được làm từ vũ trụ luôn đúng không ạ? Đó, trong đó chứa cả vũ trụ. Tại sao nói trong đó chứa cả vũ trụ? Bởi vì một cái cây rau mà nó cần, thì đầu tiên nó cần phải có hạt giống, xong rồi cần phải có đất vũ trụ nè, bao gồm có đất nè, nước nè, lửa và nhiệt độ, là nhiệt độ và lửa là gió nữa. Và cái cây rau xanh của mình nó chứa cả vũ trụ trong đó. Và không những như vậy, có cả công sức. Khi mà mình đang ăn cái cây rau là mình ăn cả vũ trụ ở trong đó. Và vậy bạn hãy nghĩ về những cái người mà, những cái người làm vườn, những cái người chăm sóc, những cái người nông dân bắt cá hay là nuôi bò, hay là trồng cà phê, hay là trồng trà, đã có bỏ ra cái công sức của họ rất là nhiều, và họ góp phần tạo nên cái thức ăn. Và thức ăn ở đây là món quà của tự nhiên, và chúng ta dùng nước để nấu nướng, để trồng trọt, để tắm rửa. Và nếu như mà không có nước thì chắc chắn là mình không có sống nổi đúng không ạ? Nên là thành ra là thường là mình phải biết ơn cái sức khỏe. Mình không có sức khỏe thì mình không có làm ăn được gì hết. Mình biết ơn cái sức khỏe của mình. Và anh chị phải biết là thức ăn và nước nó quan trọng. Nó quan trọng giống như cái sức khỏe của mình. Nếu như không có thì mình đâu có sống được. Nếu không có nước cũng không sống được. Nó đúng không ạ? Và thức ăn và nước nó cũng rất là quan trọng. Thường thường thì mình nói là sức khỏe, nói là mình nói là sức khỏe, món quà sức khỏe giúp tôi tồn tại. Ở đây tác giả trước thì là cái bài mà nói về sức khỏe thì có cái câu là món quà sức khỏe giúp tôi tồn tại, thì ở đây nó cũng giống như vậy đó. Món quà thức ăn và nước cũng đang giúp tôi tồn tại, và vũ trụ mang tới để giúp cho mình có thể đạt được cái mục tiêu, là cái sứ mệnh của, là cái sứ mệnh mà các anh chị mong muốn trên cái cuộc đời này. Cái cơ thể của mình nó phải đủ thứ gộp lại, ví dụ như các tế bào ở trong cơ thể của mình nè, bao gồm là các cơ quan mắt, mũi, miệng, tay, chân, và rất là nhiều những cái cơ quan ở trong cơ thể của mình nó đang làm việc rất là chăm chỉ để giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt đúng không ạ?
Và tất nhiên có rất là nhiều cái tế bào đang phụng sự cống hiến giúp đỡ cho mình để mình thực hiện, để mình làm cái sứ mệnh của mình trên cuộc đời này, chứ không phải là mà nó đi chơi. Và các anh chị, sống có mục tiêu, mục đích, sống phải biết mình làm gì nữa, đúng không ạ? Chứ nếu mà mình sống mà không có mục tiêu, không có mục đích, không có sứ mệnh thì nó cũng dễ lên đường sớm lắm ạ. Không biết làm gì thì tế bào của mình nó cũng sẽ không biết phụng sự, nó không biết làm cái gì. Các tế bào nó cũng không có phụng sự, không có cống hiến, nó không có thực hiện một cái sứ mệnh nào hết. Là thành ra là nó cũng dễ bye bye, nó cũng dễ lên đường sớm đó các anh chị. Đó, nên là mình sống mình cũng cần phải biết cái mục đích, mục tiêu, cái sứ mệnh của mình là gì. Và sinh ra trên cuộc đời này thì có nhiều người biết cái sứ mệnh của mình là gì. Sinh ra trên cuộc đời này là họ biết họ cần phải làm cái gì, đúng không ạ? Và các anh chị ở đây có anh chị nào mà chưa biết cái sứ mệnh của mình không ạ? Nếu anh chị nào mà chưa biết cái sứ mệnh của mình thì hãy comment số 2, được không ạ? Mình chưa có mục tiêu có nghĩa là mình chưa có cái mục đích, mình chưa có cái tầm nhìn luôn. Nên là sinh ra trên cuộc đời này là mình không biết mình làm gì luôn. Sáng mở mắt ra không biết làm cái gì. Có nhiều các anh chị là không có cái sứ mệnh của mình, sinh ra là mình không có biết. Và mình cần phải có cái, mình cần phải có cái bản tầm nhìn ở trên cái cuộc đời này. Thì các anh chị nào mà đã tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì các anh chị mình có thể hỏi trưởng nhóm của mình. Các anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện của câu lạc bộ thì bây giờ cuộc sống của mình là mình có biết được là cái mục đích, cái tầm nhìn, cái mục tiêu, cái bản tầm nhìn của mình trong 1 năm, 3 năm, 5 năm, đúng không ạ? Nó cũng như một chiếc thuyền vậy đó. Khi mà ra khơi thì có rất là nhiều cái cơn gió nó thổi tới mà mình không có biết mà giang cái cánh buồm của mình đi đâu, giang cái cánh buồm của mình ra để mà nó đưa mình tới cái điều, cái chỗ mà mình muốn. Và mình sống phải có cái đích mới, nó giống như một cánh buồm. Khi mà cái cơn gió mà đi ngang qua thì tất cả mọi người ai cũng muốn tận dụng cái cơn gió đó để đẩy mình đến cái mục tiêu của mình mong muốn. Ví dụ như là hơn 2 năm qua, 3 năm qua thì có rất nhiều là biến cố, nhưng có nhiều người họ đã rất thành công. Họ biết tận dụng cái cơn gió, và họ biết tận dụng cái cơn gió và họ học được cái cách mà giăng cái cánh buồm, tận dụng cái cơn gió. Và ở đây có một cái câu nói rất là hay: nếu trên thế giới này không có phép màu, trên thế giới này có phép màu thì phép màu ấy tồn tại ở trong nước. Và sẽ ra sao nếu mình không có thức ăn, không có nước uống, đúng không ạ? Đơn giản là mình tồn tại là món quà của tự nhiên, là thức ăn và nước. Và mình cần được công nhận và mình thể hiện cái lòng biết ơn đối với sự kỳ diệu của thức ăn và nước. Hồi xưa thì mình thấy là có anh chị trước khi mà ăn thì mình hay cầu nguyện, mình hay nói lời cảm ơn. Lúc đó là mình cũng không hiểu sao, trước đó thì mình cũng không hiểu là tại sao phải cảm ơn. Thì lúc đó mình thấy người khác làm thì đôi khi mình bắt chước thôi, mình không hiểu cảm ơn là gì. Nhưng mà từ khi là mình thực hành lòng biết ơn thì mình biết, mình thấu hiểu được các anh chị, để có được cái thức ăn của mình, công sức của biết bao nhiêu người kinh khủng lắm anh chị. Và khi mà mình cho đi cái lòng biết ơn đối với tất cả những cái người mà đã cống hiến cho mình cái bữa ăn, thì mình cho đi cái tần số cảm xúc thì nó sẽ đến với, nó đến trực tiếp với những cái người đó luôn. Và tự dưng họ, và tự dưng cái cuộc sống của họ cũng trở nên vui vẻ hơn, và cuộc sống của họ hạnh phúc hơn, và bắt đầu thu hút những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống của họ. Mặc dù là mình chỉ cho đi cái lòng biết ơn thôi, nhưng mà giúp đỡ cho người khác rất là nhiều. Vậy tại sao mình phải tiết kiệm mà mình cho đi lòng biết ơn? Ai là người hưởng lợi đầu tiên các anh chị? Thì mình là cái người hưởng lợi đầu tiên, đúng không ạ? Mình là cái người tác động một cái lực thì sẽ có một cái lực tương đương tác động lại với mình. Và mình cho đi cái lòng biết ơn. Và một cái điều đặc biệt đó là một cái thí nghiệm của nước. Các anh chị suy nghĩ tới những, có những cái lời nói của mình có thể tác động trực tiếp tới cái lượng nước luôn, là có trong cái thí nghiệm. Mà khi mà các anh chị mình tham gia cùng cái nhóm rèn luyện thần tâm trí thì các anh chị sẽ được xem cái thí nghiệm này. Khi mà mình biết ơn á, mình tác động trực tiếp tới nước, và trong thức ăn của mình á có nước. Và khi các anh chị
khi mà mình ăn á, mình ăn trong cái sự mà bực bội, cái sự mà giận dữ là mình ăn là mình không có vui, không có hạnh phúc. Và các anh chị mình khi mà mình uống nước vào cũng vậy đó, và cái cấu trúc nó sẽ bị biến đổi luôn, cấu trúc của nước nó sẽ bị biến đổi và nó thay đổi luôn cái lượng nước bên trong cơ thể của mình, và nó sẽ làm cho cái sức khỏe của mình nó chưa có tốt luôn, nó chưa có khỏe luôn. Và có bao nhiêu các anh chị á, khi mà cái tâm trạng mình không vui á, là mình ăn vào nó không dễ tiêu luôn, ăn xong là cảm thấy nó không khỏe luôn á. Mà ăn xong vào cơ thể là mình á, là ở cái tâm trạng là nó không vui không khỏe, là mình là cái lượng nước á, nó sẽ bị biến đổi, và là cái thức ăn của mình á, nó đi đâu á, nó không có nuôi dưỡng được cho cái tế bào, nên là mình không có khỏe được anh chị. Và thứ nhất là mình không, mình sống á, mình không có ở hiện tại để mà mình thể hiện cái biết ơn á, thì mà khi mà mình trước khi mình ăn là mình phải biết ơn, có nghĩa là chúng ta đang sống ở hiện tại, đang kêu gọi cái thân tâm trí của mình về hợp nhất là một, và mình phải thấy cái điều đó, thấy là mình đang ăn thì mình mới ghi nhận được, đúng không ạ? Mình mới công nhận được. Và khi mà mình nhận ghi nhận xong rồi thì mình sống ở hiện tại. Khi mà mình có cái lòng biết ơn trong bữa ăn thì tự dưng mình ăn xong là cái sự hiện diện ở trong tỉnh thức á, thì mình ăn, mình trân quý cái đồ ăn của mình ăn, mình nhai đi nhai lại trong cái lòng biết ơn á, thì khi mà thức ăn nước uống nó đưa vào trong cơ thể của mình bằng cái lòng biết ơn, nó sẽ biến đổi, nó sẽ được thanh lọc, gọi là nó sẽ thanh lọc luôn á. Thời xưa thì con người mình tin rằng khi mà ăn mà mình cảm ơn cái thức ăn và nước, điều này nó sẽ thanh lọc những cái món ăn, và mình đang thanh lọc luôn, cái giúp cho cái sức khỏe của mình nó tốt hơn rất là nhiều các anh chị. Nên là mình dạy cho con cái của mình luôn, mình dạy cho con cái của mình khi mà ăn uống là mình cần phải biết ơn về cái thức ăn nước uống trước. Trước khi ăn thì mình hãy nghĩ về những cái con người rất tuyệt vời đã phụng sự, đã giống như là đã trồng trọt, đã nuôi những cái thức ăn, giống như là trồng khi mình ăn cơm ăn gạo thì cái người phải có người nông dân trồng lúa trồng gạo, mình phải nhớ, mình phải biết ơn những người đó. Và như là mình ăn thịt ăn cá thì mình cũng phải biết ơn những cái người mình chăm sóc, và mình hãy nói lời cảm ơn sau đó rồi mình ăn trong cái lòng biết ơn nha các anh chị, thì nó sẽ giúp cho cái sức khỏe mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, giúp cho đồ ăn của mình nó được thanh lọc. Và trong cái cuốn sách có trong cái cuốn sách bữa Lý đọc qua, thì khi mà mình tập trung vào lòng biết ơn, khi mà mình ăn là mình sẽ cảm thấy nó ngon hơn. Những anh chị nào mà muốn, anh chị mà muốn tăng cân, có những người mà chưa có những người gầy mà muốn tăng cân á, là tăng không nổi, là nó đến từ cái việc mà những cái người đó không có biết ơn cái thức ăn nước uống. Đối với các anh chị tăng cân tăng không nổi là mỗi lần ăn á là cứ kêu trời ơi lại phải ăn nữa rồi sao, ngán quá. Và các anh chị ngồi vào bàn ăn là các anh chị nhìn thức ăn là như là nhìn cái gì đó vậy đó. Và vũ trụ bảo rằng là cái người này nè không có lòng biết ơn với thức ăn. Thức ăn là món quà của cuộc sống, thức ăn là món quà của vũ trụ, mà nhìn thức ăn là bắt đầu nói này nói nọ nói kia, giống như là tiền bạc vậy đó anh chị. Một số anh chị nhìn thấy á, tiền á là bắt đầu nói là cái này cái nọ cái kia. Và các anh chị ở trong cái trường hợp như thế nào, cái thức ăn nó cũng vậy, mỗi lần mà nhìn thấy thức ăn là một cái gì đó, nhưng mà các anh chị, một số anh chị thì muốn tăng cân thì có nhiều anh chị là ước có một cái viên thuốc gì đó uống vào cho nó no, nó tăng cân khỏi cần ăn. Có nhiều người đến nỗi là không muốn nhìn mặt thức ăn luôn. Như vậy thì hỏi làm sao mà cơ thể mà nó khỏe, nó phát triển được, vũ trụ sẽ đáp ứng ngay luôn, vũ trụ sẽ đáp ứng ngay cho các anh chị luôn. Nếu mà các anh chị mà không thích đồ ăn á thì tôi sẽ cho bạn khỏi ăn luôn. Có nghĩa là ăn một hai muỗng là tự nhiên là nó no, là khỏi ăn luôn và không ăn được nữa. Mà trời, cái cơ thể của mình nó hay lắm, nó hay lắm nha các anh chị. Nếu như mà các anh chị tham gia vào cái nhóm rèn luyện thân tâm trí cùng với câu lạc bộ á, thì các anh chị, cái cơ thể của mình á, các anh chị chỉ cần ra lệnh thôi thì cơ thể của mình nó phản ứng lại chang như vậy luôn. Ở trong cái nhóm thân tâm trí á, thì ngoài cái việc mà rèn luyện sức khỏe
ra thì câu lạc bộ còn rèn luyện cho chúng ta về cái tâm, làm sao để chúng ta có thể khai phá được cái con người phi thường ở bên trong của mình. Chứ giờ mình có sức khỏe mà cái tâm trạng của mình, cái tinh thần của mình không tốt thì cái sức khỏe nó cũng không có tốt được, đúng không ạ? Thì nên thành ra các anh chị mình á, khi mà mình vào nhóm rèn luyện thì ngoài cái việc mình rèn luyện sức khỏe thì câu lạc bộ giúp cho mình có một cái tinh thần lạc quan hơn, một cái tinh thần tích cực hơn, một cái tư duy của người thành công và của người giàu có, để giúp cho mình có một cái cuộc sống tốt hơn. Thì mình phải học, mình phải tự do về tài chính thì mình mới lựa chọn được những cái thức ăn tốt cho gia đình mình, đúng không ạ? Chứ giờ tài chính mình không có thì giờ mình làm sao? Không có thì mình lựa thức ăn nào rẻ nhất, đúng không ạ? Khi mà các anh chị tự do về tài chính, thịnh vượng về tài chính á, thì lúc đó mình có cái quyền lựa chọn. Khi mà các anh chị vào cái nhóm thân tâm trí của câu lạc bộ thì câu lạc bộ sẽ giúp cho các anh chị cài đặt và thay đổi lại cái tư duy của mình, giúp cho các anh chị học và hiểu những cái tư duy của những người thành công và giàu có, và sau đó sẽ hướng dẫn cho các anh chị nhiều kỹ năng hơn của người thành công, ví dụ như là kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing, kỹ năng về kinh doanh, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng đàm phán, để giúp cho các anh chị có thể gia tăng thu nhập. Khi mà các anh chị gia tăng thu nhập, các anh chị tự do về tài chính rồi á, thì mình có nhiều thời gian hơn, mình có thể tập thể dục thể thao như các anh chị mong muốn. Tự do về thời gian mà các anh chị có được nhiều cái thời, được nhiều cái sự lựa chọn hơn trong cái việc là cái mình chọn cái thức ăn, chọn cái thức ăn nào nó tốt, nó nuôi tế bào mình cho mình khỏe hơn. Khi mà mình ngồi trước cái bàn ăn thì mình chỉ cần nói như này: trời ơi, tôi lại phải ăn nữa rồi, thì bắt đầu là cái lời nói đó là cái lời nói không có tích cực. Thì cái cơ thể của anh chị á, nó biết rằng chủ nhân của tôi là không thích ăn, nên là lập tức ở bên trong cơ thể của mình nó phản ứng lại ngay luôn, nó sẽ cho các anh chị khỏi ăn luôn á. Còn những mà các anh chị mà giảm cân thì sao? Các anh chị để ý đi, các anh chị mà muốn giảm cân á, là những cái người mà to béo béo á, thì thấy đồ ăn rất là yêu đồ ăn luôn. Thấy đồ ăn là như thấy tình yêu vậy đó các anh chị. Và các anh chị nghĩ đồ ăn là nghĩ tới đồ ăn là họ mỉm cười ngay. Là chỉ cần trong đầu họ nghĩ tới đồ ăn là họ cười. Vừa thấy đồ ăn thì cơ thể họ là nhảy múa, các tế bào trong cơ thể họ nhảy múa. Nó rất là họ rất là biết ơn đồ ăn, và họ cực kỳ yêu thích ăn luôn. Và khi mình yêu đồ ăn và mình thích có nhiều đồ ăn thì tất nhiên mọi thứ cũng cần phải có cái sự cân bằng. Chứ mà ăn calo nhiều quá thì cơ thể của mình nó sẽ tăng cân, đúng không ạ? Với cái số ký không cần thiết, nên là thành ra là phải có cái sự cân bằng. Mình cần phải ăn vừa đủ cái calo với cái số ký của mình. Thì có rất là nhiều anh chị ăn nhiều calo mà rất là ít khi mà như là thể dục thể thao thì có tràn đầy năng lượng không ạ? Cái này là mình cần phải học đó các anh chị. Nên là các anh chị ở đây mình muốn tăng cân thì ngoài cái việc mình ăn đúng đủ vận động hợp lý thì mình cần phải thực sự yêu. Mình cần phải thực sự yêu và mình biết ơn cái đồ ăn của mình. Mà khi mình ngồi vào cái bàn ăn thì hồi xưa thì mình nói những cái điều không tích cực, thì bây giờ mình phải nói những cái điều biết ơn. Hãy nghĩ về những cái thức ăn là mình hãy nghĩ về những cái người chăm sóc, cái người nuôi trồng đó. Mình hãy nhớ đến là trước đó là người ta đã có bỏ công bỏ sức ra, người ta đã làm nên cái thức ăn cho mình. Và bây giờ mình có thức ăn rồi, mình phải biết ơn, mình phải tập trung biết ơn, thì tự dưng mình sẽ ăn ngon miệng hơn, mình ăn nhiều hơn và mình tiêu hóa nó khỏe hơn. Vậy thì chúng ta sẽ thực thi như thế nào đây? Thì hôm nay trước khi mà mình lên bàn ăn á, dù là ăn món ăn chính hay là món ăn vặt hay là trái cây hay là nước uống, bất cứ thứ gì, mình biết rằng là món quà vũ trụ mang tới cho mình, thì đây là một cái đối tượng mà vũ trụ mang đến cho mình hôm nay, thì mình cần phải biết ơn. Mình đang rèn luyện cái lòng biết ơn mà các anh chị, thay vì không có cái con người nào ở xung quanh để mình biết ơn, thì giờ đây có đồ ăn mình cũng biết ơn đồ ăn đi ạ. Hãy dành thời gian nhìn vào cái món ăn của mình và mình nói to bên trong tâm trí của mình từ nhiệm màu đó là cảm ơn. Và nếu như bạn đã nếm chúng
thực sự biết ơn. Thì bạn có thể làm theo cái phương pháp này nha. Phương pháp của tác giả là khi nói từ nhiệm màu, tôi vẫy tay về phía thức ăn, có nghĩa là tôi đang rắc bụi phép màu, giống như là mình đang cầm một cái lọ mà nó chứa đầy những cái bụi phép thuật. Là lúc đầu mình rắc cái bụi phép màu vào đồ ăn, mình vừa ăn vừa thanh lọc, cơ thể mình nó vừa khỏe, mình vừa biết ơn. Và mình chạm vào cái bụi phép thuật thì mình sẽ thanh lọc ngay, và mình cảm thấy biết ơn cái loại gia vị nhiệm màu, và mình có thể thêm vào đó vào mọi thức ăn mình muốn. Và mình hãy rắc bụi phép màu, mình rắc lên một, mình rắc lên đồ ăn á, thì nó sẽ thanh lọc hết, và mình gửi lại biết ơn tới đồ ăn đồ uống vào cái cơ thể của mình thì nó sẽ khỏe khoắn, nó sẽ tràn đầy năng lượng. Còn nếu như mà mình quên nói thì sao ạ? Thì lúc nào mình nhớ mình nói ha. Thì lúc nào mình nhớ thì mình nói, mình tưởng tượng lại lúc đó là mình đang ăn, mình biết ơn. Và mình dạy con dạy cái của mình luôn các anh chị, mình dạy con cháu của mình á, khi con của mình á, mấy tuổi cũng được, mình dạy đi à, để mà con mình nó nuôi dưỡng cái lòng biết ơn. Thì các anh chị ứng dụng, hướng dẫn cho con mình ứng dụng cái lòng biết ơn á, thì nó thực hành chung với mình á, thì bắt sau này nó lớn lên, trên cái hành trình nó lớn lên thì nó sẽ rất là thành công, và nó sẽ gặp được nhiều cái quý nhân phù trợ, vì ai mà có lòng biết ơn thì sẽ được ban tặng thêm đó. Nên là cái hành trình mà mình đi á, thì mọi người sẽ giúp đỡ mình rất là nhiệt tình đó. Những đứa trẻ mà nó có lòng biết ơn thì sau cái hành trình của nó rất là được gặp được nhiều quý nhân. Nên là mình hãy dạy cho con, cho cái mình thực hành lòng biết ơn luôn nha cả nhà. Và rồi bây giờ thì chúng ta thực hành luôn nha các anh chị. Thứ nhất đó là mình lặp đi, mình lặp lại từ bước 1 đến bước 3. Là bước 1 đến bước 3 là sao? Là mình lặp lại từ bước 1 đến bước 3 là mình cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đó là mình hãy viết ra 10 cái điều mà hạnh phúc, viết lý do tại sao mình cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách mỗi điều này và hãy nói từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và hôm nay mình hãy rắc bụi phép màu lên 10 người. Những người đã phục vụ và đem lại lợi ích cho mình, có thể là nói trực tiếp hoặc là nói thầm. Hãy cảm nhận sự biết ơn với cái dịch vụ ấy. Và trước khi đi ngủ thì anh chị hãy cầm hòn đá nhiệm màu trên tay và nói từ nhiệm màu là cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì anh chị có cái ly nước ở đó không ạ? Lý với anh chị cùng nhau thực hành nha. Thì trước khi uống chúng ta hãy nhìn vào cái ly nước. Chúng ta hãy nhìn vào cái ly nước này. Và anh chị hãy nghĩ về những cái con người tuyệt vời, về vũ trụ đã mang món quà tuyệt vời đến cho mình để mình có cái ly nước này. Thì cũng công sức của rất nhiều người luôn anh chị. Thay vì mình tự làm thì họ có cái sứ mệnh họ làm cho mình rồi, thì giúp cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn rất là nhiều. Nên là các anh chị hãy nghĩ về những cái lúc mà mình không có nước để uống thì cuộc sống của mình sao đây. Nên là khi chúng ta hãy gửi lời biết ơn, nói lời cảm ơn tới ly nước của mình. Và sau đó các anh chị dùng tay rắc bụi phép màu cho cái ly nước của mình nó được thanh lọc luôn ha các anh chị. Và chúng ta bắt đầu nha. Bắt đầu là chúng ta ứng dụng và chúng ta nhìn vào ly nước. Và hãy nghĩ về những cái con người tuyệt vời đã phụng sự cho mình có nước để mà mình uống. Ok không các anh chị? Rồi xin mời các anh chị nha. Mình hãy nhìn vào ly nước khoảng vài giây và mình cùng thực hành. Mình gửi lời cảm ơn nha các anh chị. Rồi cả nhà, mình đã uống nước chưa ạ? Mình cảm thấy nước ngon không ạ? Nếu mà mình uống nước lọc bình thường, mình khi mà mình rắc bụi phép màu mình uống, mình cũng cảm thấy cái vị ngọt ở trong đó nữa đó các anh chị. Lúc mà mình đang ra quyết định á, khi mà các anh chị rắc bụi phép màu lên cái ly nước á, là mình thanh lọc khi mà mình uống vào cái cơ thể của mình, thì các tế bào của mình nó rất là khỏe mạnh, nó rất là năng lượng. Đó là cái thời điểm mình ra quyết định luôn. Mình ra quyết định là trước khi mình uống nước á, có bao nhiêu trong số các anh chị mình á, trước mình á, uống nước trong cái sự tỉnh thức, bao nhiêu trong số các anh chị mình uống nước trong cái sự bình an, bao nhiêu trong số các anh chị mình uống nước trong cái sự hạnh phúc. Ta nói trời, mấy chục năm mới biết luôn á các anh chị ha, chứ đâu có phải là thì từ khi mà Lý học được cùng với môi trường câu lạc bộ á,
thì mới biết đến cái thực hành lòng biết ơn. Và lần đầu tiên trong cuộc đời luôn biết uống nước mà cảm giác trong hạnh phúc, trong sự bình an, và uống nước mình cảm nhận được nước nó ngọt như thế nào. Và mình uống trong những cái sự kiện tích cực đó, thì mỗi lần mà mình uống nước á, mình suy nghĩ, mình uống nước mà trong cái sự kiện, trong những cái tình huống mà nó không có tích cực á, thì mỗi lần mình uống là mình hay suy nghĩ tới cái chuyện này chuyện kia. Khi mà các anh chị rèn luyện cái điều này thì trước khi mình uống nước mình biết ơn á, thì mình cảm ơn và mình rắc bụi phép màu. Trước khi uống thì cái ly nước này nó sẽ thanh lọc luôn, nó sẽ thanh lọc toàn bộ cái cơ quan trong cơ thể của mình, thì nó giúp cho cái cơ thể của mình nó sẽ khỏe mạnh. Và lúc nãy thì Lý cũng ra quyết định là tuổi tế bào của tôi nó trẻ như là tuổi 18, khỏe mạnh, lành lặn, giúp cho mình thực hiện cái ước mơ của mình rất dễ dàng. Và khi mà mình uống là mình cảm giác nước nó ngọt luôn đó nha. Uống vào mình cảm thấy nó bình an, và các anh chị cảm nhận được cái hương vị của nước. Và khi mà mình uống nước trong cái sự tỉnh thức như vậy á, thì mới được gọi là mình uống nước nha. Nên là chị hãy bắt đầu điều chỉnh lại giờ thì cái việc nào, giờ nào thì mình làm việc đó. Chứ mà trong cái lúc mà mình uống nước á, mình suy nghĩ à, cái công việc nó chỉ rèn luyện cho mình thôi, cái công việc mình uống nước mà mình chỉ suy nghĩ tới cái công việc thôi á, thì cái thói quen cũng, thói quen nó không có tốt. Vì bây giờ mình hãy uống nước thì mình hãy tập trung vào mình uống nước, và mình hãy cắt bụi phép màu trước khi uống. Mình không có không tập trung là mình tiết kiệm được một cái thời gian. Và khi mình làm việc mà mình không có cái sự tập trung thì mọi việc không có hiệu quả, đúng không ạ? Nên là giờ nào thì mình hãy làm việc đó. Và mình uống nước cũng vậy, mình uống nước thì mình biết mình đang uống nước, là mình đang tỉnh thức, mình đang sống tỉnh thức. Và mình biết mình đang uống nước để mà mình biết ơn cái món quà của vũ trụ, món quà của cuộc sống, và biết ơn cái con người rất là tuyệt vời. Khi mà mình ăn cơm thì mình cũng rắc bụi phép màu cho cái bữa cơm của mình luôn anh chị. Trước khi ăn thì mình hãy nhìn vào đồ ăn và mình hãy gửi lời cảm ơn, biết ơn đến những cái cây rau, tới những cái người phụng sự đã làm ra cái bữa ăn, những cái con người tuyệt vời đã nấu cho mình ăn, để cho mình có những cái thức ăn. Thì các anh chị mình mình nghĩ là có nhiều người có nhiều người cống hiến mình mới có được cái bữa ăn, đúng không ạ? Thì cũng phải có người đi chợ, có người nấu nướng. Và mình hãy gửi lời biết ơn tới những cái người đó, và mình hãy rắc bụi phép màu. Rắc bụi phép màu là mình sẽ ăn trong cái sự tỉnh thức đó các anh chị. Và mình ăn trong cái sự bình an, ăn trong cái sự vui vẻ, ăn trong sự hạnh phúc. Và khi các anh chị ăn xong thì các anh chị thấy tràn đầy năng lượng. Khi mà có lòng biết ơn ở đâu thì tình yêu thương ở đó nó sẽ phát sinh, nó sẽ sinh ra. Và nơi nào có tình yêu thương là nơi đó năng lượng đỉnh cao. Là các anh chị mình ăn cơm xong là các anh chị mình thấy căng tràn là năng lượng. Còn các anh chị tưởng tượng như cái điện thoại của mình á, mình dùng mà mình không sạc pin thì sao ạ? Thì nếu mà mình dùng mình không sạc pin thì mình có dùng được hoài không ạ? Thì nó cũng giống như cái cơ thể của mình vậy đó các anh chị. Mỗi cái suy nghĩ của anh chị nó rất là tiêu hao năng lượng, nó tiêu tốn rất là nhiều cái năng lượng mà mình suy nghĩ cả ngày đêm, mà mình không cho cái cơ thể của mình nó nghỉ, nó sạc pin rồi hết pin thì năng lượng ở đâu mà làm việc, đúng không ạ? Và một số anh chị bảo rằng là em cũng ăn đúng uống đủ vận động hợp lý mà không có năng lượng. Ăn đúng uống đủ vận động hợp lý nó là một phần thôi, mình phải tiếp thêm cái năng lượng nữa các anh chị ạ. Tiêu hao quá nhiều năng lượng thì năng lượng nữa ở đâu mà suy nghĩ. Và cái cách mình uống nước cũng vậy, nó cũng tốn cái năng lượng nữa. Uống nước thôi thì mình không biết là mình uống nước. Nó có nhiều người uống nước là bị sặc nước, là do cũng không có mà biết ơn trong cái lúc uống nước, không có tỉnh thức, cứ lo suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Ăn cơm thì cũng không có chịu ngồi xuống ăn, cứ vừa ngồi xuống vừa ngồi xuống ăn lại suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Ăn xong thì càng tiêu hao năng lượng. Lúc mà cái thời gian mà mình dành cho gia đình con cái mình cũng không có lo, mà mình lo chuyện này chuyện kia là đó, là nó không có cái phút giây nào mà mình được sạc pin. Và khi các anh chị, khi mà các anh chị uống nước như này, các anh chị gửi cái lòng biết ơn và rắc bụi phép màu cho cái ly nước đó, thì mình uống nước trong lòng biết ơn, mình chỉ cảm nhận được biết ơn thì không có còn chuyện gì khác nữa. Và mình đang sạc pin lại cho cơ thể mình luôn á các anh chị. Nên mà khi các anh chị mình ăn cơm á, mình cũng làm đúng, mình cũng làm như vậy luôn. Và khi các anh chị
sạc pin cho cơ thể của mình. Thì khi mà mình đánh răng, mình rửa mặt, mình cũng nhận biết là mình đang đánh răng rửa mặt. Mình biết ơn khi mà mình đánh răng mình rửa mặt xong là mình đang sạc pin cho cái cơ thể của mình. Và khi mà mình vào cái công việc, mình suy nghĩ cho cái công việc của mình, và những cái khoảnh khắc xong việc rồi tới cái việc khác là phải để cho cơ thể của mình nó gia tăng năng lượng, chứ không phải để bị tiêu hao năng lượng. Và có bao nhiêu anh chị nắm rõ cái điều này thì hãy comment giúp, comment tôi giúp Lý ạ. Cảm ơn cả nhà mình đã follow, đã thả tim ha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Mà các anh chị biết không, năng lượng là ngân lượng. Năng lượng là ngân lượng. Các anh chị lựa chọn một là mình uống nước mà bị tiêu hao năng lượng, ăn cơm mà bị mất năng lượng, hay là các anh chị uống nước xong giúp mình gia tăng thêm cái năng lượng, giúp mình là tăng thêm cái nguồn năng lượng. Khi các anh chị bắt tay vào cái công việc mà mình tập trung hoàn toàn 100% thì mình xây dựng cái thói quen rồi, mình biết ơn cái công việc của mình đang làm, làm trong cái lòng biết ơn, làm trong tình yêu thương. Thì khi các anh chị làm xong, các anh chị càng gia tăng thêm cái nguồn năng lượng lên. Và các anh chị thấy tại sao có rất nhiều người họ làm vì cái niềm đam mê thôi, họ càng làm thì họ càng năng lượng. Có nhiều người thì không cho họ làm là họ không khỏe luôn. Họ càng làm họ càng năng lượng. Còn mình mà làm một chút là mình hết năng lượng. Và họ làm trong lòng biết ơn, họ làm trong tình yêu thương, và họ có một cái sự tập trung nữa thì năng lượng được sinh ra. Năng lượng sinh ra năng lượng đó, nó sẽ đến từ cái sự tập trung. Nếu mà các anh chị mình mong muốn mình có được cái mức năng lượng đỉnh cao, ngoài cái việc ăn đúng uống đủ, vận động hợp lý, thì mình phải giữ cho mình cái tinh thần luôn luôn trong trạng thái là yêu thương, biết ơn. Luôn phải có được cái sự tỉnh thức mỗi ngày. Mỗi việc mà mình làm á, là mình phải luyện cái sự tập trung. Và Lý chưa thấy người thành công nào mà họ không có sự tập trung hết. Chỉ có thành công nhỏ thôi thì ok, còn những người thành công lớn thì các anh chị có dám, những cái người mà không có sự tập trung, các anh chị có dám giao những cái việc lớn cho những cái người mà không tập trung làm không ạ? Các anh chị có dám giao cái chiếc xe mà đắt tiền cho cái người mà họ lái mà họ không có sự tập trung không? Hay là chúng ta không có yên tâm mà sao dám đưa, đúng không ạ? Ví dụ như đưa chiếc xe mấy trăm, mấy tỷ, mấy mà đưa cái xe đắt tiền họ lái thì mình có thấy ớn không? Nên là cái năng lực tư duy của mình tới đâu thì tiền tới đó. Mình nâng cao cái giá trị của mình lên, mình rèn luyện cái sự tập trung các anh chị ha. Và mình đừng có vừa làm cái này rồi vừa làm cái kia. Mình nghĩ là mình làm vậy nó nhanh, nhưng thật sự nó không có nhanh à. Các anh chị tưởng tượng là các anh chị đang đi đến một cái đích, một cái đích đến của mình á, thì nơi dưới kia mà mình vừa làm cái này vừa làm cái kia, mình vừa đi vừa bấm điện thoại vừa xem. Thì với lại một cái người mà họ tập trung 100% á, họ nhắm vào cái đích đến, họ tiến về phía trước, thì hỏi các anh chị ai là người đi nhanh hơn? Các anh chị đừng có đi mà từng đi cái con đường nào mà mình đi bộ, mình cứ bấm này bấm nọ, mình lo chuyện này chuyện kia, mình vừa đi vừa làm chuyện khác, thì ai sẽ là người đi nhanh hơn anh chị? Rồi khi mà mình làm xong cái chuyện khác á, là mình đâu thấy cái đường mà mình đi nữa đâu, có gì đâu. Xong rồi cái mình chạm vào cái này, mình va vào cái kia tại vì có thấy cái gì đâu. Nên là mình làm đó mình không có cái sự tập trung. Có anh chị nào mà mình lái xe mà cái tâm hồn của mình á đang ở đâu, mình không có cái sự tập trung, mình không thấy ổ gà cái ổ voi phía trước luôn, là mình chạy cho nó nhanh được không ạ? Khi mà mình không tập trung mình chạy nhanh, vậy thì mình có an toàn không anh chị? Nên đừng có nghĩ là làm một lúc mà hai ba việc cho nó nhanh, nó không nhanh tí nào đâu các anh chị. Tính già hóa non. Và cuối cùng thì không có việc nào ra hồn hết, đúng không ạ? Những cái người thành công là những cái người họ có sự tập trung. Họ chạm vào đâu là họ dành nguyên 100% cái năng lượng, cái lòng biết ơn để vào cái việc đó anh chị. Nên là họ làm xong thì mọi thứ rất là tuyệt vời luôn. Thì những cái người mà không tập trung làm thì không có tâm. Và họ hay bảo rằng là vừa làm vừa suy nghĩ chuyện khác, là không có chỉnh chu, không có tâm gì hết. Và trong cái cuộc sống này thì mình làm việc mà không có tâm thì mình sẽ bị thay thế rất là nhanh. Tại vì có rất là nhiều người có tâm như thị trường hiện nay á, thì ai mà làm việc không có tâm thì sẽ bị cắt giảm nhân sự, đúng không ạ?
Nên là chúng ta rèn luyện cái thói quen nhỏ mỗi ngày, mình luôn luôn làm việc trong cái sự tỉnh thức, và mọi thứ các anh chị mình chạm vào nó đều hóa vàng. Vàng ở đây đều là cái kết quả tuyệt vời đó các anh chị. Vàng nó là ẩn dụ thôi. Các anh chị mình làm cái việc, làm cho mình cái việc mỗi khi mà các anh chị chạm vào thì mọi việc trở nên hoàn hảo hơn. Đó là chạm tay hóa vàng đó các anh chị. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau thực hành là ghi 10 điều biết ơn đó các anh chị. Ghi 10 điều biết ơn. Có thể là mình ghi ngay bây giờ cũng được, hoặc là nếu các anh chị chưa có tiện thì mình có thể là buổi tối trước khi đi ngủ mình hãy tìm kiếm 10 điều biết ơn và mình ghi xuống. Và sau đó mình hãy đọc là ba từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thì các anh chị thực hành liên tiếp đồng hành với Lý trong cái chuỗi 28 ngày này. Mà các anh chị thực hành đúng đủ đều thì cuộc sống của các anh chị sẽ thay đổi một cách rõ rệt luôn. Cuộc sống sẽ toàn màu hồng và sẽ thu hút đến với anh chị nhiều cái điều may mắn, những cái cơ hội, những quý nhân, những nguồn lực, tiền bạc đến với các anh chị từ mọi ngõ ngách luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại vào chiều mai 2:30 nhé cả nhà. Xin chào, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.